Sáng ngày 8 tháng 11, tại trụ sở Công an quận 8, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã trao khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong việc triệt phá đường dây ma túy do Nguyễn Thị Thanh Thảo, còn gọi là Thảo Bầu, sinh năm 1977, ngụ quận 1, là đối tượng cầm đầu. Dự lễ có Bí thư Quận ủy quận 8 Võ Ngọc Quốc Thuận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 8 Trần Thanh Tùng, Đại tá Lê Văn Bích, Trưởng Công an quận 8, các phòng nghiệp vụ Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Công an quận 8. Tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Hồng Nam đã trao giấy khen và biểu dương thành tích của 6 đơn vị, gồm đội 2 và đội 7 của Phòng Kỹ thuật Nghiệp vụ, đội 7 Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy, Tiểu đoàn 4 và Đại đội Cảnh sát Đặc nhiệm thuộc Trung đoàn Cảnh sát Cơ động, đội Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy Công an quận 8. Đồng thời, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận 8 cũng trao thưởng nóng cho các đơn vị này. Trước đó, ngày 5 tháng 11, Công an quận 8 phối hợp cùng Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy do Thảo cầm đầu. Mở rộng điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công an tỉnh Đồng Nai, Công an tỉnh Long An bắt giữ thêm 7 đối tượng khác, thu giữ 29 bánh heroin, 74 viên thuốc lắc, số lượng lớn tiền mặt và nhiều tang vật liên quan. Tổng lượng ma túy thu giữ hơn 11 kg các loại. Qua điều tra, công an xác định Thảo cầm đầu đường dây trên. Thảo từng có một tiền án chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy, hiện đang tạm hoãn thi hành án do nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.